Vườn Mai Như Quỳnh xin chào cả nhà. Trước mắt cả nhà đây là cúc quý phi. Thì cái loại cúc quý phi rất là sang luôn, mặt hoa rất là sang luôn nha cả nhà. Và cái loại cúc quý phi này thì nó cũng khá là nhiều cánh ha. Và cái cánh của nó thì nó cũng dài dài ha. Và nó nói chung là nó xíp xíp với cả nhà. Rất là đẹp, khá là nhiều cánh luôn. Và đây thì Như Quỳnh ghép hai mắt bo và một cái gốc bứng rất là đẹp nha cả nhà. Đây, cái gốc bứng nó có bốn cái chân như thế này nè. Nhìn nó cũng tự tựa như con thú ha. Và nói chung là nhìn nó rất là đẹp cả nhà ơi. Thì cái cúc quý phi này nó có bề hoành là 11 đó cả nhà. Và chiều cao là 37. Thì cái bo của nó rất là mập nha cả nhà. Nó rất là mập luôn á. Lá nó xanh mướt ha. Và đây là Như Quỳnh ghép được hai mắt bo này nha. Đây hai mắt bo ha. Rồi Như Quỳnh sẽ quay cho cả nhà mình xem kỹ về cái cây này nha. Nó đẹp lắm cả nhà. Rồi cây này có giá là 690.000. Như Quỳnh sẽ bao phí ship cho cả nhà luôn. Cái gốc nó khá là đẹp luôn á cả nhà. 690.000 Như Quỳnh bao phí ship nha. Cây này thì Như Quỳnh đặt là cây số 02. Rồi. Bây giờ Như Quỳnh lại lên tiếp một cây nữa nha. Ê cả nhà ơi, cái cây này nó có một cái chân dài như thế này nè cả nhà. Trong nó cũng ngộ cả nhà ơi. Đây, cái này giống như một con thú đang nằm vậy đó. Rất là đẹp đó cả nhà. Cái này Như Quỳnh cũng ghép được hai mắt bo. Và hai cái mắt bo này cả nhà nhìn xem nè, bây giờ nó khá là dài luôn á. Đây Như Quỳnh sẽ đo cho cả nhà xem nha. Đó, từ cái mắt bo lên nè, nó khoảng hai gang tay của Như Quỳnh á. Một mắt bo như thế này nè, nó dài khoảng hai gang tay của Như Quỳnh nha. Đây, cây rất là đẹp nha cả nhà. Nó như là một con thú đang nằm luôn. Rồi, thông số của nó là hoành là 13 nha cả nhà. Cao là 35 và ngang là 35. Cái này có giá là 590.000 nha cả nhà. 590.000 Như Quỳnh sẽ bao phí ship cho cả nhà luôn. Hai cây cúc quý phi rất là đẹp, cây nào cũng đẹp hết á. Đây Như Quỳnh sẽ ốm cho cả nhà mình xem ha. Và cái gốc này nè, nó rất là lực luôn và hầu như là nhìn giống như con thú đang nằm vậy, rất là đẹp nha cả nhà. Rồi hai cây cúc quý phi cây nào cũng đẹp hết á. Mỗi cây nó đều có cái dáng khác nhau cả nhà. Ai yêu thích cây nào thì liên hệ với Vườn Mai Như Quỳnh nha. Rồi Như Quỳnh lên tiếp một cái cây cúc vip nữa. Đây cái chân nó khá là đẹp luôn. Ôi cái đế nó rất là lực luôn cả nhà ơi. Nhìn nó cũng tự tự như con khủng long ha. Nó có cái đuôi dài nè cả nhà. Đó nó có cái đuôi dài ra nè. Và đây Như Quỳnh cũng ghép được hai mắt bo nha. Cái mắt bo này nó cực kỳ mập luôn, xanh rì luôn nè cả nhà. Xanh rì luôn á. Cái cúc vip này thì cái mặt hoa nó cực kỳ đẹp nha cả nhà. Đây cái này mình lấy bo là dư luôn á, vi vu luôn á cả nhà ơi. Cây này rất là đẹp luôn. Thông số của cây này là hoành là 20 cả nhà. Hoành là Như Quỳnh đo là hoành thân nha. Hoành 20. Cao là 49 và em nghĩ bây giờ nó hơn rồi đó, tại vì nó ra thêm một cái cơ đọt rồi đây nè. Em nghĩ là nó hơn rồi nha. Và chiều ngang là 25. Cây rất là đẹp. Cúc vip nha cả nhà. Cúc vip hay còn gọi là cúc tri kỷ á, mặt hoa cúc vip cực kỳ đẹp. Rồi nó nở phùng nha cả nhà, nó nở phùng luôn á. Và cái cánh hoa nó cũng khá là to cả nhà. Rồi đây là cây cúc vip nha. Và cả nhà nhìn xem nha. Nhưng mình sẽ lên một cái cây nữa là cây bạch mai. Bạch mai này á, cả nhà nhìn xem nha. Bạch mai này thì là bạch mai này là bạch mai tân tân nha cả nhà, chứ không phải là bạch mai đọt hồng. Đây bạch mai tân tân nó có gì khác á cả nhà, cả nhà nhìn xem nha. Cái sắc hồng của nó là nó pha, nó nằm trong cái hồng mà nó có pha cẩm thạch nè đó, nó hồng nó lan la cẩm thạch ha. Và nó không phải là hồng đậm giống như bạch mai đọt hồng Như Quỳnh đã quay ha. Và cái này là bạch mai tân tân. Thì bạch mai tân tân nó có từ 15 cho đến 20 cánh nha cả nhà. Đây nó ra màu hồng thì nó ra hồng, nó kèm theo cái cẩm thạch, chứ nó không phải là hồng đậm nha cả nhà. Đó cả nhà nhìn xem nè, cái này nó hồng cẩm thạch ha.
và cái khi mà nó già thì nó sẽ ra cái màu trắng cẩm thạch này nè. Và tới khi mà nó già hẳn thì nó sẽ là màu xanh cẩm thạch và màu xanh ha. Thì cái này là Nhung Huỳnh ghép được hai mắt bo nha cả nhà. Cái thân của nó, cái bộ rễ của nó khá là đẹp luôn cả nhà ơi. Cái được ghép với góc bứng nè, khá là lực luôn và như là giống như một cái con cá sấu vậy cả nhà. Em tưởng tượng vậy, giống cá sấu quá. Và cái thông số là 15 hoàn là 15, cao là 26, ngang là 40. Và cây này có giá là 590.000 nha cả nhà. 590.000. Nhưng mình sẽ bao phí ship cho cả nhà luôn nha. 590.000. Cây bạch mai tân tân nha. Cái gốc rất là lực luôn nha cả nhà. Đó, cái này y như một con cá sấu luôn nha, mình tưởng tượng giống như một con cá sấu vậy đó. Rồi. Và đặc biệt á là bạch mai tân tân thì cái hoa của nó cũng khá là to nha cả nhà. Mặt hoa khá là to và nặng 15 đến 20 cánh. Thì cái cánh của nó rất là đẹp ha. Và như mình cũng nêu cái đặc điểm của bạch mai tân tân rồi là nó không, nó ra thì nó sẽ pha cái cẩm thạch, nó pha xanh xanh đó. Nhìn cũng trông rất là đẹp nha cả nhà, rất là đẹp luôn. Cái này mình về mình lấy bo là cực kỳ nhiều luôn á. Và em thấy nó cũng có ươm một vài nụ nha. Dạ, rồi. Như mình mến chào cả nhà.